Có nghe thấy tiếng gì không? Nghe thấy tiếng gì không? Trời ơi! Trời! 1, 2, 3, chạy thôi! Cơ hội ăn kem miễn phí của chúng mình đến rồi! Đi thôi! Ba bạn ăn kem của tớ đúng không? Trả tiền cho tớ mau! Bỏ tay tớ ra! Ai ăn kem của cậu mà đòi tiền? Đúng đấy! Đi chỗ khác mà đòi tiền đi! Mấy cái đứa này bảo hẹn 8 giờ ra mà bây giờ 7 giờ rồi mà vẫn chưa có đứa nào ra nhở? Ui dồi ôi, giật cá mình chán cái gì mà chán to thế. Em xin lỗi, tại nhìn thấy chị em vui quá. Thế có mang đồ ăn gì cho chị không? Mẹ em bắt ăn hết ở nhà rồi. Mẹ em bảo ăn một mình cho sướng, tội gì mà phải chia cho ai. Thế không chia cho chị thì để chị nhịn nào. Chán thật. Ơ, Gia Bảo ra rồi kìa. Em chào chị Ruby. Này, chị ở đây chứ, mày chào ai ở dưới đây đấy? Em nhầm. Ui, đây chị bị sao thế? Chị bị sao đây à? Đau cái đầu mày ấy, đồ ăn của chị đâu? Nhà em nghèo lắm, một tháng nay chị em chỉ cho em tiền em vào một lần thôi. Mà hôm qua em đưa cho chị rồi còn gì, một tháng nữa mà em mới đưa cho. Chán thế, thế bây giờ chị phải ăn cái gì? Đi rồi, nhà Gia Bảo có đầy cái ăn quả nha. Nhưng mà mẹ em không cho hái đâu, mẹ em bảo là để bán lấy tiền. Bạn bè với nhau mà kiệt thế, về hái ra đây 3 quả thôi, xong chia mỗi người một quả. Đúng thế. Thôi em không hái đâu, không mẹ em đánh lát mông em đấy. Nhát xít thế. Thế thôi, đưa bọn chị về, bọn chị hái cho. Đúng đấy, đưa bọn tớ về, bọn tớ hái cho. Thôi, đứng lên đi. Này, đồ ngụy trang của mỗi đứa một cái. Chê vào khi người ta phát hiện. Này, chuẩn bị đến vườn rồi. Bây giờ dẫn bọn chị đến cây nào sai quả nhất để hái nhá. Chị lại bể rồi, trong vườn nhà em nó chó đấy. Ơ, mày đùa chị à? Hổ báo chị còn không sợ, mấy con chó danh con nhà mày thì chị việc gì phải sợ. Nhưng mà nhà em có mỗi một cây ăn quả thôi. Mày nói nhiều đấy nhở, thì tóm lại là có cho không? Cho không? Cho! Đi thôi! Gia Bảo ơi, tới chưa? Sắp tới rồi. Lên. Không tới rồi, cố lên. Một tí nữa thôi. Tới chưa? Sắp tới rồi. Được chưa? Sắp tới rồi. Nhanh lên. Trời ơi, sáng ăn gì mà nặng thế à trời? Sao em có ăn gì đâu? Một cái bánh xôi này, một cái nước sữa này, một cái xúc xích này, một cái kẹo này, một cái bánh mì này. Ôi dồi ôi, thế mà bảo không ăn gì nữa à? Thôi, không vặt nữa, đứng lên đi về. Ô. Nhìn này, chị cao gần bằng quả cam rồi này. Trời ơi, thế mà tớ lấy chị bắt em hái mãi. Chị có biết đâu. Đây, nhìn chị hái đây này. Nha. Thơm thế. Ngon chưa? Ngon chưa? Có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì không? Trời ơi! Trời! 1, 2, 3, chạy thôi! Chó gì mà chạy nhanh thế? Này, Gia Bảo, chó nhà em mà sao em chạy nhanh thế? Chó nhà em mà sao em lại phải chạy nhanh hơn nhỏ nhỉ? Mà vừa nãy chị bảo là chị không sợ chó mà sao chị còn chạy nhanh hơn cả bọn em thế? Nhở, lúc đấy là chị quên mất, chứ thật ra là chị không sợ chó đâu. Thế còn cam vừa nãy chị hái đâu rồi? Vừa nãy mải chạy quá, chị vứt luôn quả cam rồi. Ai mua kem không? Kem vừa ngon vừa rẻ đây. Ai mua kem không? Ai mua kem không? Kem vừa ngon vừa rẻ đây. Ai mua kem không? Ai mua kem? Này, kem. Đi lại lại, chóng hết cả mặt dưới đây này. Thì bán gì đấy? Giờ được bán kem mà. Nhở, quên mất. Này, hai đứa có muốn ăn kem không mất tiền không? Có. Nhìn chị đây này. Ê kem, ngồi xuống đây xem có những loại kem gì. Các cậu yên tâm, có nhiều loại kem ngon lắm. Nhìn này, tôi toàn kem ngon thôi. Wow, Này, thì có cho ăn thử không? Nếu mà ngon à, bọn tớ mua cả thùng luôn. Thật á? Thì các cậu ăn thử đi, đảm bảo ngon cực luôn. Đưa một cái kem để bọn tớ ăn thử xem nào. Đây, đây là kem sô-cô-la, ngon cực luôn. Đâu, xem nào, ngon không nha? Sao kem gì mà đắng thế nhở? Đây, cho anh thử đi. Gia Bảo ăn thử đi. Đắng rồi, đắng đúng không? Đắng quá. Đắng lắm, kem này đắng lắm, không ăn được đâu. Các cậu ơi, kem sô-cô-la tất nhiên là hơi đắng rồi. Tóm lại là bọn tớ không thích ăn kem sô-cô-la đâu, đắng lắm. Trả cho cậu này, cậu có kem khác không? Thì các cậu ăn thử kem này đi, đảm bảo ngon cực luôn. Đâu xem nào. Nhìn ngon phết đấy nhở. Tớ ăn thử nhá. Kem gì mà mềm thế nhở? Tớ ăn lại xem nào. Vẫn mềm. Ê, Thái ăn thử đi. Đâu, để tớ ăn thử nào. Kem này không ngon đâu, mềm lắm, bọn tớ không thích đâu. Giả này. Đưa đây cho tớ. Thì các cậu ăn thử kem này đi, đảm bảo sẽ ngon luôn. Kem dưa hấu nha. Wow, dưa hấu đấy. Đâu, thử kem nào. Wow, nhìn giống y miếng dưa hấu này, đúng không? Wow, để tớ ăn thử xem ngon không nha. Kem này ngon phết đấy, tớ ăn miếng nữa xem nào. Công nhận kem này ngon đấy, này Hà Anh ăn đi. Này bạn ơi, kem này ngon đấy, bao nhiêu tiền một cái? Mày phết, cũng được một cái kem ngon. Kem này á, rẻ lắm, chỉ có 15.000 một cái thôi. Gì cơ? Cái kem bé tí thế này mà 15.000 á? Cái kem này ngon mà. Ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà đắt thế này bọn tôi không có tiền mua đâu. Này, đúc giả vào túi. Trả cho cậu này, bọn tôi không mua đâu. Thôi, bọn mình đứng lên đi về đi. Nhưng mà ba cậu ăn ba cái kem của tớ phải trả tiền chứ. Kem không ngon mà bắt trả tiền á, còn lâu nhá. Đúng thế, còn lâu mới trả. Thôi, ba bọn mình đứng lên đi đi. Trả tiền cho tớ. Bọn tớ không trả đâu. Ba bạn ấy ăn mất ba cái kem của mình. Còn giỏi thế này thì làm sao mà mình bán được. Thôi, đã không bán được, vậy thì mình ăn cho đỡ phí. Ngon thế mà các bạn ấy không mua. Đau bụng quá, ai đau bụng quá, chắc là mình ăn nhiều kem quá rồi, phải tìm chỗ đã. Ôi, vừa nãy ăn đi kem bây giờ thèm quá nhở, kem cũng thèm quá, thế. Ô, chị Ruby ơi, nhìn kìa, cái thùng kem đây mà con bé bán kem đâu mất rồi nhở? À, cơ hội ăn kem miễn phí của chúng mình đến rồi, đi thôi. Wow. Con chăn cho gì nữa? Ăn thôi. Đây của em, đây của chị nha. Ngon quá, ngon quá. Lóc ra ăn thôi. Ngon quá. Mát quá. No bụng chưa? No rồi chị ạ. Thế thì đi về thôi. Oh no. Hết đau bụng rồi. Thùng kem của mình. Thùng kem của mình. Anh ăn hết kem của mình rồi. Chắc chắn là ba bạn ấy ăn kem của mình, lại còn vứt vở ra đây nữa. Mình phải đi đòi tiền mới được. Ba bạn kia, đứng lại. Tướng này, hóa ra là con bé bán kem à? Bọn tớ ăn chán kem rồi, không ăn nữa đâu. Tớ không thích ăn nữa đâu. Ba cậu ăn hết kem của tớ rồi đúng không? Kem nào? Gia Bảo ăn à? Ai ăn? Hai anh ăn à? Ai ăn? Đấy, thấy chưa? Có ăn kem của cậu đâu. Trả tiền cho tớ mau. Này tớ ra, ai ăn kem của cậu mà đòi tiền? Đúng đấy, đi chỗ khác mà đòi tiền đi. Đúng rồi, Đi thôi. Oh no. Chị ơi, con treo không? Để cho em que kem. Chị hết kem mất rồi. Hôm nay chị đã thằng thế à? Nhưng sao trong mặt chị buồn thế? Chị bị mấy bạn ăn hết kem rồi không trả tiền. Đây là mấy đứa đầu ngon đúng không chị? Không sao, chị đi theo em. Yeah. Này, ăn kem miễn phí ngon nhở? Đúng thế, ngon quá. Thì còn no bụng nữa chứ. Ngon thế. Tại các bạn ăn kem còn ngon cơ. Có, ăn kem ngon mà. Tại sao mấy bạn ăn kem lại không trả tiền? Không, bọn mình có ăn gì đâu. Mấy bạn ăn kem của bạn Khánh Linh không trả tiền là người xấu rồi, mình sẽ bắt các bạn. Ôi, bắt vào tù á, bọn mình sợ lắm. Thôi, bây giờ bọn mình sẽ về lấy tiền để trả cho bạn Khánh Linh. Thế các bạn về lấy tiền nhanh lên đi. Mình là Khánh Linh, cố để đợi. Vâng, cảnh sát. Khánh Linh ơi, bọn tôi trả tiền cho cậu này. Được rồi, lần này mình sao? Tại sao là mình bắt vào tù đấy? Ngày nghỉ các bạn ở nhà, không đỡ về nhà cho bố mẹ. Không nên tụ tập để làm việc xấu như thế đâu. Bọn tớ biết rồi, cảm ơn cảnh sát. Bọn tớ xin lỗi bạn Khánh Linh nhá. Các bạn nhỏ ơi, ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chúng mình nên ở nhà làm đỡ cho bố mẹ. Đừng hư như ba bọn mình ngày hôm nay nhá. Như thế không tốt đâu. Video của Min Min TV đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.